xuân chưa em, sao chim em bay đầy trời. Ngày vào xuân xôn xao, hoa mai nở vàng nơi nơi. Ngày vào xuân xôn xao, ôi đất trời thấy màu áo mới. Trên lối quê mơ hồi hoa vàng, ôi đình làng chiến trống rên vang. Ngày vào xuân thanh thang, xôn xao gửi nhau lời chào. Chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cầu chào hỏi cưới. Đâu có ai ngó lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ xin. Em ơi đừng lo, dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi. Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu giếm gì, thương em từ lâu lắm rồi. Anh không, anh không ngỏ lời, em đâu dám hé môi. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi, để cùng nhau rong chơi vui xuân vui tình đôi ta. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng bé tí, anh với em sẽ về bên nội về bên ngoài đón Tết xuân. Ngày vào xuân chưa em, sao chim em bay đầy trời. Ngày vào xuân xôn xao, hoa mai nở vàng nơi nơi. Ngày vào xuân xôn xao, ôi đất trời thấy màu áo mới. Trên lối quê mơ hồi hoa vàng, ôi đình làng chiến trống rên vang. Ngày vào xuân thanh thang, xôn xao gửi nhau lời chào. Chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cầu chào hỏi cưới. Đâu có ai ngó lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ xin. Em ơi đừng lo, dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi. Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu giếm gì, thương em từ lâu lắm rồi. Anh không ngỏ lời, em đâu dám hé môi. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi, để cùng nhau rong chơi vui xuân vui tình đôi ta. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng bé tí, anh với em sẽ về bên nội về bên ngoài đón Tết xuân xa. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng bé tí, anh với em sẽ về bên nội về bên ngoài đón Tết xuân xa.
lại cho chấp nhận những phần chính lễ phần lễ nhận đó, và giờ đây xin được trân trọng kính mời ông gia hai bên để khai ngâm thổ đèn vào quý tộc. Đôi đèn của ngày hôm lễ đã được thắp sáng và để tỏ lòng tôn kính các vị tiền nhân ông bà quá giảng, và đặc biệt nhất là di ảnh trên bàn thờ. Giờ đây cho phép nhà trai chúng tôi thỉnh ý cho chú rể được hành lễ bằng cách nào, lại hay xá. Xin được hành lễ thì tiền tôi xin đại diện cho họ nhà gái, còn bây giờ tôi dùng cho hai cháu xá. Bây giờ chia tôi cứ nói cái này luôn, hỏi nhà trai chúng tôi cho cô dâu ra cùng làm lễ. Là cô dâu thị thành, anh đây là chú rể miệt vườn, hai đứa hẹn thề bên nhau, con cháu đầy đàn. Em ơi, ngày mai đám cưới anh đưa em về, mình về miền Tây. Thương em thiệt tình, mai đây mình nên nghe. Giờ tôi mừng sắp tổ nội ngoại hai bên, nay hai trẻ tất nhiên cùng giới ngủ. Trai dự dình tam can thường ngủ, gái dạng câu tứ đức tâm tùng. Phụ vợ phụ sinh nếu tự cầu cho Phật tổ nguyện dưới quyền về đây chứng hai cháu được kết duyên trăm năm hạnh phúc. Kinh cận lễ xá bốn xá. Theo thì cháu. Mời bên quý tộc trước khi dừng một hai hộp này cho bên quý tộc nhà trai cho phép, cho nhà gái cho phép nhà trai chúng tôi được giới thiệu thành phần bên quý tộc vợ và tất cả bà con họ hàng bên quý tộc của chúng tôi, và đặc biệt nhất là có thân phụ của chú rể hôm nay. Dạ, xin kính nhường. Xin mời cho. Thì do đó là tôi xin giới thiệu đại khái thôi. À, thì đây là mẹ của cô dâu là biết rồi. Còn đây là ba đôi. Đây là chú bác bảy, bác ba, các cậu chú các bác luôn. Thì lúc đó thì sau khi mình dưng rượu á thì mấy chú với bác thì tự xưng đi, bị gì đó đúng không, mình không được gần đâu, không gần mấy chú nè. Rồi sách của con cầu đi khắp nơi không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, và trời bao la không che được công cha. Và vừa rồi nghĩa cử của chú rể trân trọng biết ơn và cảm mến trân trọng dân chúc chú lễ cho người mẹ vợ tương lai của mình. Hai cô ơi, hai cô, nhìn lên con nè. Nhìn lên con cái này cô ơi, cô. Rồi nhìn lên đây cái này. Rồi. Kính thưa hội đồng nước lọc, sách có câu cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ tiên, có ông bà, có cha. Rồi, tôi lên đây cô dâu ơi. Rồi. Hình nè. Bác ơi, nhìn con nè bác ơi. Rồi. Con chụp hình cái nè. Tới lên nè.
Con nói bên này nè chú rể ơi. Rồi. Tiếp tục xin mời người ba và cô không nghe hết được, có kỹ lắm cô không nghe hết. Chút nữa nữa chụp lại. Rồi, rồi nhìn nó Dưỡng ơi, Dưỡng ơi. Bạn hai. Cô dâu ơi. Rồi. Cô là gì? Kế đây. Mở năm với gì hai? Mở năm hả? Ừ. Mở năm. Chúng tôi chương trình xin lễ. Xin lỗi thì gồm có 11 cây vàng, 24 cây, 2 cây vàng, 18 cây và 2 bộ áo dài. Đặc biệt tặng cho cô dâu 50 triệu tự mua sắm may mặc trang điểm và phụ huynh chuyển đổi hôm nay 50 triệu và nam tài 200 triệu, tổng chung là 300 triệu. Và xin hợp công bố chung với tất cả bên quý tộc họ nhà gái được tường và giờ đây. Hay là mình cưới nhau đi, hay là mình cưới nhau đi. Thanh xuân kia đi qua vội lắm mai ơi, cho anh say tình nồng tròn kiếp bên em. Hay là mình cưới nhau đi, hay là mình cưới nhau đi. Hẹn hò rồi làm gì mà để đó em ơi, hay là mình cưới nhau đi. Thế nào em tính đi, hay là lên phường ta đăng ký kết hôn liền. Ta yêu nhau bao lâu anh chẳng chờ thêm nữa đâu, yêu nhau tới tầm này anh chẳng cảm thấy lắng lo. Lỡ mày một em chán từ những cái mắm chay, chắc lúc đó anh chết là sao mới sống được. Thế nên cứ phải cưới sớm em ơi, không thể để lâu lỡ mai nó dính bầu. Hay là mình cưới nhau đi, hay là mình cưới nhau đi. Thanh xuân kia đi qua vội lắm mai ơi, cho anh say tình nồng tròn kiếp bên em. Hay là mình cưới nhau đi, hay là mình cưới nhau đi. Hẹn hò rồi làm gì mà để đó em ơi, hay là mình cưới nhau đi. Mày nhà mình cưới anh sẽ như một hoàng tử, em là bạch tuyết xinh đẹp và dịu dàng. Hoa cỏ ngày cưới sẽ không bao giờ phai tàn, lấy anh đi em mình cưới nhau nha em. Anh đã chờ ngày nay cùng lâu, mong chờ em hỏi ông một câu. Chỉ mong chờ một ngày nào đó ta sẽ sống chung một nhà, rồi cuộc đời mình sống trong ngày đêm và giờ mình chẳng cần gì thêm. Anh sẽ luôn là một bờ vai chở che cho em đến suốt cuộc đời. Bông hoa hồng trên tay của em, đưa bàn tay anh trao chiếc nhẫn này. Em yêu hà ta là của nhau, rêu rao môi tóc sống thật rồi mà. Ai ai mình cưới nhau đi, ai ai mình cưới nhau đi, hay là mình cưới nhau đi. Thanh xuân kia đi qua vội lắm mai ơi, cho anh say tình nồng tròn kiếp bên em. Hay là mình cưới nhau đi, hay là mình cưới nhau đi. Hẹn hò rồi làm gì mà để đó em ơi, hay là mình cưới nhau đi. Thế nào em tính đi, hay là lên phường ta đăng ký kết hôn liền. Ta yêu nhau bao lâu anh chẳng chờ thêm nữa đâu, yêu nhau tới tầm này anh chỉ cảm thấy lắng lo. Lỡ mày một em trắng từ những cái mắm chay, chắc lúc đó anh chết làm sao mà sống được. Thế nên cứ phải cưới sớm em ơi.
chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với nhau suốt cả cuộc đời. Và nhờ đây cho phép nhà trai chúng tôi kính trình lễ tứ thân phụ mẫu, và đặc biệt hôm nay nhà trai chúng tôi thì có thân phụ của chú rể, nhà gái thì có thân mẫu của chú rể. Nhờ đây cho phép tôi được mời cô dâu chú rể dâng rượu cho cha mẹ đôi bên, và cũng gọi là thành viên mới trong hai gia đình, được kêu ông bà bác chú cậu mợ dượng dì của hai bên quý tộc từ nay hôm nay và sau này. Xin mời cô dâu chú rể vô rượu. Xây xây ra đây bà Xui ơi. Dạ rồi, má con nè bà Xui ơi. Chị Xui rồi, con mời bà Xui với ông Xui mình cũng liên cái luôn nè. Dạ rồi, uống cạn giùm con luôn. Dạ nhắm mời cũng được. Dạ rồi, con mời ông Xui bà Xui bắt tay cái tình thông gia luôn à. Có hai thành viên mới dâu rể ơi, nhìn ra đây rồi, nhìn con nè bác ơi. Rồi dạ rồi, con cảm ơn. Thỉnh ý và được sự chấp thuận của bên quý tộc họ nhà gái. Theo như ngày xưa thì 3 ngày sau mới được phép giở mâm cầu. Tuy nhiên xã hội tiến bộ, văn minh và tình thông gia đã hài hòa chuẩn chấp và được sự chấp thuận của bên quý tộc nhà gái. Giờ đây cho phép nhà trai chúng tôi kính trình lễ giở mâm cầu ngay ngày. Kìa pháo hoa từng đừng đón dâu, kính chúc cho đôi uyên ương bền lộc, tiếng yêu thương kế duyên cầu trầu đắp say lòng ngất người. Ngàn khúc ca trao lời thiết tha, ánh nắng ban mai như du tình ta, sáng tân đường thưa tha qua mây, tiếng ai theo gió về thôi. Bao tiếng cười reo vui, nâng rượu ly chúc bên quý tộc và nhà trai xin kính chúc quý ông bà cô bác và anh chị em được dồi dào sức khỏe và sự như ý và thành đạt. Kính chúc tình thông gia mới niên trường bình vững, và đặc biệt chúc hai cháu ba dạng sáng là ngày hạnh phúc. Và nhà trai chúng tôi có điều chi sơ xuất, xin quý tộc nhà gái vui lòng bỏ qua. Xin được cảm ơn. Chúc chúc tuyên bố có hai bên thu gia là ấm nước là kết tình thông gia mãi mãi. Thứ hai thì hai cháu quyền kêu luôn cha mẹ hai bên và ông bà nội ngoại hai bên coi như là một. Rồi nãy bà diện hoạt động nhà gái, ơi nhà trai có nói mà những gì ở nhà gái cũng nghe chưa kịp, cho nên tôi nói lại một tí nha, tôi đồng cảm cho. Tiếp tục thì có một bên hội nhà gái cũng cho hai cháu của con đi. Thưa hai họ thì theo nhà gái họ mẹ vợ của cậu Tòn thì cũng có cho cái của hồi con cho hai con, thì
coi như vàng thì cũng không biết nhiêu. Rồi cũng cho chú để rồi có là để lại cho Hương rồi. Chiếc nhẫn rồi nhiều chiếc nhẫn không biết như vậy đó, bởi vì theo bà mẹ chồng cũng chưa biết là nó là bà Dương nữa. Thì nói chung vậy đi. Và ở nước ngoài trở về cho năm mình luôn. Đây là gì cậu bên Mỹ? Bên 5.000 hả? 5.000 luôn. À gì cậu bên Mỹ rồi. Giữ chân em lại thì tìm được nhau phải đâu sẽ xa. Suy không thể không buồn, nhưng chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến. Vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian, sợ mất em đôi mắt lại u sầu. Biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy, muốn kể bên em tôi mới say nhưng ngại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò, làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa. Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đang xe có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sáng sau nhưng chỉ cần được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu sẽ xa. Bên đây nè. Cô cầm phần quà cái đi. Rồi, tướng lên nè. Rồi.
tặng cho cháu. Không thích được này vậy. Đến hôm là con cảm ơn. Không thích được. Quà mình cho. Dạ rồi, con cảm ơn. Rồi phải nghe cô thì mình anh cô cô chú nhìn anh con cái nào. Dạ qua nhìn đây. Ok. Dạ con mình uống đi ạ. Xin cảm ơn. Rồi. Ông Tông kêu Tông nữa. Tông ra kêu luôn thay gì vậy? Kêu Tông đến kêu Tông lẽ đó. Cha mẹ nuôi bữa nay là chúng tôi cần cho hai con. Để lại cho hai đứa Sài Gòn nghe cho hai con rồi cô cầm cái phần lại cái phần quà đó cô. Rồi. À, ở đây. Rồi anh ơi nhìn em cái nè anh ơi. Khoan giờ mình nhìn giữ cái tay lại nhìn cái tay lại nhìn cái tay lại. Cho con xin chạm vào tay luôn ạ. À. Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào. Như anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo trong giá mưa cao chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm nên dài nhau. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương tuổi này thì số năm con. Muốn cho vương tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang em thế nào. Anh ta còn chừng 20 mấy, quên lắm nhìn giờ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật không quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi duyên định sẵn rồi. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đâu lắm lo cưới cuối năm thêm người. Như anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo trong giá mưa cao chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm nên dài nhau. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương tuổi này thì số năm con. Muốn cho vương tròn thì anh mai mối.